lấy đà nào. Yeah. Được rồi, tí tao sẽ kiểm tra. Xe này chưa mẫu xúc đặt mọi người ơi. Tiếp tục nào. À, lộ đà. Xe quân nào. Ui rồi đi nữa thôi hả quân. Được rồi, xe tôi đấy sao đi. Nào, xe gì đây. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả mọi người. Hôm nay nhá, mình lại cùng các bạn chơi một cái trò chơi, đó là dùng những chiếc xe ở đây để đẩy quay con xe nào chạy nhanh mà dài hơn mọi người nhá. Đầu tiên mọi người biết xe này là xe gì không? Xe này là xe con này, xe này xe hơi mọi người nhá, siêu xe đấy. Siêu xe rất tuyệt vời luôn mọi người nhá. Một siêu xe này. Để đây. Đấy này, đây là chiếc máy bay trượt thang mọi người này. À, rất là đẹp luôn. Máy bay này rất là đắt tiền mọi người nhá. Máy bay này phải bán đi cả hàng mấy nghìn tấn thóc mới mua được cái chiếc máy bay đấy mọi người ơi. Rất tuyệt vời luôn mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy không? Màu da cam này rất tuyệt vời luôn. Để xem tẹo nữa quay chiếc xem những chiếc xe ở đây và chiếc máy bay đây coi ai chạy được dài hơn mọi người nhá. Máy bay thì bay trên trời thôi, nhưng mà hôm nay sẽ không cho bay trên trời mà chạy ở ngay ở dưới đất nhá mọi người. Đấy. Đây cũng là một chiếc máy bay nữa này. Một chiếc máy bay mọi người nhá, máy bay chuồn chuồn đấy. Máy bay này đây là chiếc xe xúc lật mọi người nhá. Xe xúc lật xúc đất cát mọi người nhá. Rất tuyệt vời luôn. Xúc bắt là đi hết luôn này. Đấy. Đây là chiếc xe container mọi người nhá. Ấy ấy ấy, đầu này vay. Đầu vay hả? Đây là chiếc xe gì đây? Wow ơi. Mọi xe cảnh sát mọi người ơi. Xe cảnh sát mà cũng hoành tráng mọi người này. Siêu xe luôn mọi người nhá. Gọi là siêu xe cảnh sát mọi người ơi. Đấy. Đấy mọi người thấy không? Tránh ra cho ta đi. Ha ha, ta là cảnh sát đây. Giờ để đây. Xe này xe gì đây? Đây là xe cứu hỏa mọi người nhá. Xe cứu hộ này, màu đỏ chóe luôn. Lùi ra, ta đang thực hiện công việc đi cứu chữa đám cháy. Chúng ta đi nào. Rất nhanh luôn. Xe này khả năng đi cũng rất nhanh này, xe công vụ đấy mọi người. Đó, đi rất nhanh luôn. Ok, đặt đây. Cứ phải xem, tẹo nó thi thì mới biết được xe nào là ngon. Này, xe gì đây? Ui giời ơi. Có cả xe tăng luôn mọi người nhá. Ơi, xe tăng làm sao mà thế này đây? Xe tăng hình như trông rất cũ. Không có nòng súng. Có nòng súng nhưng mà rất là ngắn mọi người ơi. Màu xanh nhá mọi người. Thôi được rồi. Cứ để đây, xem con xe nào thắng mọi người nhá. Uầy, xe gì đây? Trời ơi. Vừa xúc này, vừa xúc lật này. Trên này là cái để xúc lật mọi người này. Còn đây là xe trên này để múc đất đá, múc đất cát này. Lùi ra. Ta múc hết bây giờ. Cho vào đây. Rồi. Coi như là hoàn thành nhiều. Còn một xe này chứ, còn em này nữa. Trời ơi, em này to nằm bên đấy mà không thấy. Ui, xe này chồng bác rất là to cao. Bác phải nặng hàng ngàn cân đấy. Nhưng mà xách có một tay thôi. Thôi được rồi, bác không cần cười đâu. Nào. Đầu tiên là cho xe này mọi người nhá, bắt đầu nào. Lấy đà nào. Yeah. Được rồi, tí ta sẽ kiểm tra. Xe này chưa mẫu xúc đặt mọi người ơi. Tiếp tục nào. À, lộ đà. Xe quân nào. Ui rồi, đi nữa thôi hả quân. Được rồi, xe tôi đấy sao đi. Nào, xe gì đây. Chạy vào vườn rồi. Wow. Xem nào. Xe cảnh sát này nhìn không có oai đây. Chạy quay lại đây. Xe này sao lại quay đầu thế này. Ôi hỏng rồi. Máy bay nào. Xe máy bay hoạt động kiểu gì nào. Kéo dây quất. Để xem nào. Ơi, ôi lù đa lù đù. Ui, không còn thua rồi, để xem cái này nào. Lùi ra. Ơi, sao chậm thế nhỉ? Là rất chậm mọi người ơi. Để quay lại đi. Yeah, đi đằng trước không đi quay lại này. Rồi được, bắt đầu. Và xe cuối cùng, hãy xem nào. Xe ta ơi. Mọi người ơi, lên bên trên kia rồi. Trời ơi, để xem nào, để món này bây giờ trọng tài đánh giá nào. Nè, thứ biết này. Thứ biết này. Rồi lấy 3 giải thôi, biết này. Biết này. Biết nữa này. Biết nhé, biết.
Và như vậy là xe tăng đứng giải ba, xe vừa xúc lật vừa múc đứng giải nhì, và đứng đầu ngày hôm nay đó là xe tải mọi người ơi. Rất là thích luôn mọi người, rất là thắng phần thưởng thắng mọi người nhá. Bây giờ là xe tải đã thắng rồi thì sẽ cho một phần thưởng, đó là đi chở thêm hai xe đất nữa mọi người ơi. Thôi đấy, vui thôi. À, hôm nay thưởng là cho xe tải được nghỉ mọi người nha, cho đi chơi nào. Thích thế này anh. Này nhau này, trời này chạy buồn thế này cơ mà. Nhìn này. Thôi chào các bạn nhá. Hôm nay là xe chúng mình xe tải đã thắng rồi này. Xe tải chào tất cả các bạn nhá.